Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cho nên anh chị em, sự nghe cực kỳ quan trọng. Chúa Giêsu nói rằng hãy cẩn thận những điều các ngươi nghe. Khi anh em nghe là tâm linh mình đang ăn. Anh em nghe cái gì, cái đó nó vào trong con người của mình. Cho nên hãy cẩn thận nha anh chị em, trong thời kỳ cuối này, trên những mạng truyền thông, trên khắp mọi nơi có những đầu bếp đúng của Đức Chúa Trời soạn cho anh em những bữa ăn cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà cũng có những đầu bếp bỏ thêm thuốc độc vào đó nhìn rất là hấp dẫn, lấp lánh, không ạ, ngon lắm, nhưng ăn vào là gan ruột nát hết. Hãy cẩn thận những điều các ngươi nghe, và hãy ăn những thức ăn bổ dưỡng, tin cậy và đúng đắn từ lời Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái chủ đề, tôi gọi là bí quyết của Chúa Giêsu. Bí quyết của Chúa Giêsu. Mình nhìn vào Chúa Giêsu, mình sẽ thấy Ngài là một đấng lạ lùng, một con người lạ lùng, phải không ạ? Từ ngày Chúa Giêsu giảng đạo thì người ta kéo theo với Ngài. Nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Chúa đi đến đâu, sự biến đổi đến đó. Chúa có thể làm nhiều điều mà giới tôn giáo thời bấy giờ phải ganh tị, không ạ? Và Chúa làm nhiều điều đến nỗi là vua Herod thời bấy giờ phải lo sợ cho cái ngai vua của mình, mặc dù Chúa không có chiếm ngai của ai. Chúa làm đảo lộn thế giới, Chúa chia tách thế giới, Chúa làm cho mọi con người trong cái thời đại của Ngài sống thay đổi cách nghĩ và mọi điều về tôn giáo, về lối sống, về những cái nhận biết về lẽ thật. Cho nên tôi mới gọi là trong Chúa Giêsu có một bí quyết. Câu hỏi là bí quyết của Ngài ở đâu? Liệu chúng ta là môn đồ của Ngài, chúng ta có thể học tập được Ngài không? Phải không anh chị em? Cho nên buổi sáng hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái điều này, để rồi tôi và bạn chị em bắt chước Chúa, bắt chước Chúa Giêsu để trở nên giống như Ngài, để trở nên có thể làm được những việc như Ngài làm, để có thể trở thành cái người biến đổi cộng đồng, đem những điều tích cực lại cho cộng đồng, đem những cái điều ánh sáng lại cho cái nơi tối tăm, đem những cái nơi đem chữa lành đến cho những nơi bệnh tật, đem yêu thương đến cho những chỗ hận thù, đem những sự hàn gắn đến chỗ nào chia rẽ. Đó là việc mà Chúa Giêsu làm. Nhưng bí quyết Ngài ở đâu? Không anh chị em? Mình nhìn mình sẽ thấy rõ ràng. Khi Chúa Giêsu đi giảng, 5.000 người, 7.000 người kéo theo. Anh em tưởng tượng ha, họ đi theo Ngài 3 ngày không ăn gì vẫn đi. Em thấy không? Đây là phép lạ đấy. Làm gì có cái chuyện mà nghe không hấp dẫn, nghe không bổ ích, nghe không được cái gì mà đi theo Chúa 3 ngày không ăn không uống gì? Có chuyện đó đâu. Con người khôn lắm, phải không ạ? Con người rất là khôn, chỉ theo, chỉ tìm những gì bổ ích cho mình thôi. Cho nên họ theo Chúa vào cả trong sa mạc không ăn 3 ngày, mà Chúa sợ họ chết lũi đi, cho nên là phải soạn cho họ một bữa ăn từ 5 cái bánh 2 con cá mà anh chị em biết rồi đó. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở Chúa. Chúa thu hút con người. Và dĩ nhiên anh em hỏi là tại sao Chúa thu hút được con người? Tại sao? Thì anh chị em đọc trong Luca chương 4 câu 18, anh chị em sẽ thấy một chìa khóa ở đây, một bí quyết ở đây. Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng thì Ngài công bố trước giới tôn giáo trong nhà hội và mọi người rằng thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta đặng rao giảng tin lành cho mọi người. Cho nên Chúa không phải chỉ giảng không, không phải chỉ nói bằng cái kiến thức của mình, nói bằng cái lý trí của mình, nói bằng cái tài hùng biện của mình, nhưng Chúa nói rằng cái động cơ hay là cái sức mạnh để cho Ngài rao giảng đó chính là việc thần
thần của Đức Chúa Trời ngự lên và sức dầu cho Ngài. Anh em thấy không ạ? Cho nên chúng ta có thể hiểu lờ mờ ở đây một chút, đó là cái sức mạnh và cái sự cuốn hút của Chúa nằm ở việc là Đức Thánh Linh ngự trên Ngài và sức dầu cho Ngài. Đó đó anh chị em. Nhưng câu hỏi nữa là như vậy đã đủ chưa? Như vậy thật sự đủ chưa? Có điều gì còn ẩn chứa thêm không? Và năm 1911, anh chị em thấy tại đường Azusa, phong trào ngũ tuần lại tái hiện. Trước đó thì chỉ những anh em truyền thống thôi, không có thần Chúa, không tin Thánh Linh, không tin báp têm Thánh Linh. Nhưng mà năm 1911 thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên những sinh viên tại một trường kinh thánh, cho họ khởi sự nói tiếng mới. Thần của Chúa bắt đầu ngự trên họ và ra đi để họ giảng phúc âm trong quyền năng và thu hút rất là nhiều người, và dấy lên một phong trào gọi là phong trào ngũ tuần. Rồi sau phong trào này thì có những phong trào tiếng nói chữa lành, nghĩa là phong trào ân tứ. Người ta làm đầy những phép lạ dấu kỳ, làm nhiều điều thu hút. Nhưng mà rồi dần dần nó ngồi dần đi. Và cuối cùng ngày hôm nay, bước vào những hội thánh ngũ tuần thì chúng ta chỉ còn thấy nói tiếng lạ thôi, không còn thấy gì khác. Anh em thấy không ạ? Thần Chúa vẫn giáng lên rồi nói tiếng lạ, okaramasara hết. Vậy thì ích lợi gì đâu? Tại sao thần Chúa giáng trên Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu giảng và thu hút cả một thành phố? Thần Chúa giáng trên những cái tổ phụ đức tin của chúng ta trong thế kỷ 19 thì biến đổi cả đất nước, như phong trào tiếng nói chữa lành có thể là cả thành phố người ta nhóm lại, cả đất nước được phấn hưng. Rồi bây giờ đâu? Và bây giờ thì ở những hội thánh ngũ tuần ân tứ chỉ còn lại là Thánh Linh giáng lên nói tiếng lạ hết, cái gì khác hết. Tôi nghĩ chẳng hơn gì đôi khi anh em ngũ tuần bảo anh em truyền thống không Đức Thánh Linh, không nói tiếng lạ. Nhưng mà tôi nghĩ nếu chỉ Đức Thánh Linh giáng lên nói tiếng lạ thôi thì cũng chẳng hơn gì cả, như nhau. Đó là quan điểm tôi thấy như nhau thôi. Cho nên tôi thấy có một điều bí mật nữa ở Chúa Giêsu mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, để chúng ta có thể thấy được chiều sâu của cái bí quyết tại sao Chúa Giêsu được như vậy. Tại sao thần của Chúa giáng lên thì Ngài bắt đầu khởi sự làm ra những điều quyền năng, thu hút và biến đổi cộng đồng? Tại sao Đức Thánh Linh giáng lên Phi-rơ thì một bài giảng của ông khiến 3.000 người tin Chúa? Tại sao Đức Thánh Linh giáng lên Philip thì ông chạy xuống Samari, ông biến cả thành Samari trở thành người tin Chúa? Còn chúng ta thì không. Cho nên ở đây anh chị em ạ, có một câu chuyện mà tôi suy ngẫm câu chuyện này, tôi thấy rằng có thể chúng ta sẽ học được một chìa khóa nữa ở đây. Trong Luca chương 2 câu 41 đến 52, chúng ta đọc thấy ở đây một điều rất lạ lùng ở Chúa Giêsu của chúng ta. Luca chương 2 câu 41 đến câu 52 chép như thế này anh chị em. Vả hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi theo lệ thường ngày lễ, cũng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Anh chị em thấy không ạ? Đọc đến đây anh chị em thấy cái bối cảnh lúc Chúa 12 tuổi nha. Anh em đọc Kinh Thánh á, rất ít thông tin về thời thơ ấu của Chúa, chỉ có một chỗ này thôi. Năm 12 tuổi thì Ngài đi cùng cha mẹ lên Jerusalem, hàng năm đi như vậy lên đó để làm tế lễ,
để làm những cái việc mà theo cái luật tôn giáo của người Do Thái họ yêu cầu. Và bây giờ sau khi làm xong mọi cái thủ tục rồi, cha mẹ cứ đi về, tưởng đâu thiếu nhi Giê-xu này đi cùng với các bạn trẻ đi cùng, nhưng mà đi một ngày rồi quay lại thấy mất tiêu, rồi lạc mất con, không ạ? Thì bây giờ họ bèn trở lại họ tìm, khỏi ba ngày, tìm tới ba ngày, đó, tìm tới ba ngày, thì họ gặp ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông giáo, vừa nghe vừa hỏi. Câu 47, ai nấy nghe đều khen lạ về sự khôn ngoan và lời đối đáp của ngài. Khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Cha và mẹ đã khó nhọc mà tìm con lắm. Vân vân và vân vân. Đoạn ngài, câu 51, đoạn ngài theo họ về thành Nazareth, chịu lụy cha mẹ ngài. Cha mẹ ngài ghi những lời ấy vào lòng. Câu 52, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tôi kết nhất là câu cuối cùng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đây là lúc Chúa 12 tuổi. Chúng ta thấy cái gì ở đoạn kinh thánh này anh chị em? Chúng ta thấy một điểm rằng Chúa Giê-xu quan tâm đến lời Đức Chúa Trời từ khi còn thơ ấu. Một người không quan tâm đến lời Chúa thì chắc chắn không ngồi mà hỏi, rồi tra hỏi, rồi nghe các thầy thông giáo giảng lời Chúa làm gì cả. Mới 12 tuổi đã quan tâm đến kinh thánh. Mới 12 tuổi mà biết đối đáp một cách thông thạo, một cách rất khôn ngoan và thông thái, đến nỗi các thầy thông giáo là những người phải nói là chuyên nghiệp về kinh luật phải khen là lạ. Anh em thấy Chúa Giê-xu chúng ta lúc nhỏ không ạ? Và dĩ nhiên rồi, nếu 12 tuổi ngài đã thế này thì 13 tuổi ngài sẽ dầm thấm hơn trong lời Chúa, phải không anh em? 14 tuổi ngài càng am hiểu hơn. Đến năm 20 tuổi thì có lẽ là ngài không thiếu một chữ nào trong kinh thánh. Đến năm 30 tuổi tôi tin rằng Chúa thuộc lòng cả quyển này. Đây là nói về phương diện con người nha. Tôi không nói rằng Chúa là thần, Chúa là con Đức Chúa Trời nên Chúa biết tất cả, không. Tôi đang nói về phương diện con người. Chúa Giê-xu chúng ta 100% là Đức Chúa Trời, mà cũng 100% là con người. Ngài sống giữa loài người, ngài chịu lụy cha mẹ. Đó. Ngài lớn khôn lên, càng thêm lên thân hình ngài càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tại sao đẹp lòng Chúa? Ngài đẹp lòng Chúa bởi vì trong ngài có lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì ngài suy ngẫm lời của ngài, bởi vì ngài ăn nuốt lời của ngài, bởi vì ngài quan tâm đến lời của ngài, bởi vì ngài sống bởi lời của ngài. Và anh chị em ơi, đây là lý do tại sao khi Đức Thánh Linh giáng trên ngài thì ngài biến đổi thế giới. Đây là lý do tại sao khi Đức Thánh Linh giáng trên ngài, ngài có thể làm được phép lạ. Khi Đức Thánh Linh giáng trên ngài thì ngài giảng như có quyền chứ không phải như thầy thông giáo. Đó là lý do tại sao khi Đức Thánh Linh giáng trên ngài thì lời của ngài nói ra khiến cho ma quỷ phải run sợ, bởi vì ngài nói từ lời của Đức Chúa Trời ở bên trong. Cho nên bài học ở đây là gì anh chị em? Nếu bên trong bạn không có lời của Chúa thì dù Đức Thánh Linh có giáng lên đầy dẫy anh chị em thì ngài cũng không có việc gì để làm với cuộc đời của anh chị em hết. Tôi muốn anh chị em ghi nhớ chân lý này. Nếu bên trong anh chị em không có lời của Đức Chúa Trời thì dù Đức Thánh Linh có đổ đầy dẫy anh chị em, ngài cũng không có việc gì để làm qua cuộc đời anh chị em hết. Đây là chân lý. Và nhiều những anh chị em ngũ tuần đã đánh mất chỗ này. Chúng ta chỉ đến: ô, Đức Thánh Linh đổ lên con để con nói tiếng lạ, chấm hết. Tôi đảm bảo anh em nói tiếng lạ đến cuối đời cũng chẳng cái gì xảy ra. Anh chị em ơi, chính lời của Đức Chúa Trời bên trong
mới là cái nguyên liệu để cho Đức Thánh Linh dùng cuộc đời của anh chị em làm những điều diệu kỳ, những phép lạ chữa lành, những sự biến đổi. Chính lời của Đức Chúa Trời bên trong mới là nguyên liệu để Đức Thánh Linh giúp anh em có những bài giảng biến đổi lòng người, biến đổi hội thánh, biến đổi cộng đồng và làm ra những điều lớn lao. Cho nên tôi nhắc lại lẽ thật ở đây anh chị em, nếu bên trong anh chị em mà chưa có lời của Chúa, có nghĩa là cuộc sống của anh chị em chưa đầu phục Chúa, anh chị em đọc nhưng chưa sống bởi lời Ngài, anh em biết lời Ngài nhưng không tuân thủ và thuận phục theo lời Ngài, anh em chưa ăn năn những tội lỗi để khiến cho cuộc đời của mình phù hợp với lời Ngài, thì dù Đức Thánh Linh có đổ đầy trên anh em, Ngài cũng không có việc gì để làm qua cuộc đời của anh em hết. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên tôi để ý ở đây, anh em đừng có để ý bên dưới kệ. Cho nên tôi muốn nhắc nhở anh em ở đây, anh em ơi, trước khi anh em làm báp têm bằng Đức Thánh Linh, trước khi anh em khao khát Đức Thánh Linh, anh em hãy khao khát lời của Đức Chúa Trời. Cái đó quý lắm. Vì một người mà có lời Ngài, mà khi Đức Thánh Linh giáng lên, thì đó là thánh nhân ở thế giới tội lỗi này. Đó là con người có thể giúp đỡ được muôn người ở thế giới này. Cho nên lời của Chúa cộng với thần của Chúa làm nên phép lạ. Anh em nhớ điều đó ha. Lời của Chúa cộng với Thánh Linh của Chúa làm nên sự biến đổi, làm nên sự tái sanh, làm nên sự thay đổi ngoạn mục, làm nên sự phục hồi, làm nên sự chữa lành, làm nên sự đuổi quỷ và làm nên tất cả mọi điều mà anh chị em thấy trong hội thánh ngày nay. Thiếu một trong hai không được. Nếu chỉ có Thánh Linh không, Ngài sẽ ở không, không có việc gì để làm. Nếu chỉ có lời không mà không có Thánh Linh của Ngài, thì lời đó trở nên vô dụng. Lời đó là lời văn tự, gây lên chết chóc, gây lên giáo điều, gây lên nghi lễ, mà không đem lại một sự sống nào. Nhưng khi lời của Ngài cộng với thần linh của Ngài, nó đem lại sự sống và phép lạ cho cuộc đời của chúng ta anh chị em ạ. Cho nên cái này chúng ta cần phải ghi nhớ. Một lần nữa tôi nhắc lại lần thứ ba, chân lý là nếu trong anh em mà không có lời của Chúa, thì dù anh em có được đổ đầy Đức Thánh Linh, dù cảm xúc anh em dâng trào, dù điện chạy trong người anh em, dù lửa đổ trên đầu anh em ngã xuống anh em nói tiếng lạ, anh em làm đủ mọi điều, thì rồi tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Không có gì tiếp tục đâu. Chỉ dừng lại ở đó. Vì Chúa không có điều gì để làm qua cuộc đời anh em. Chúa không có nguyên liệu để sử dụng cuộc đời anh em tiếp tục. Amen chị em. Đó là chân lý thứ nhất. Cho nên việc suy ngẫm lời Chúa nó quan trọng lắm anh chị em. Tôi khích lệ mỗi con cái Chúa ngày hôm nay trở lại với một vấn đề rất là cũ nhưng lại luôn luôn mới mỗi ngày trong đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là việc đọc và suy ngẫm lời của Chúa. Suy ngẫm là gì? Tôi định nghĩa dễ hiểu nhất cho anh chị em ha. Suy ngẫm là như thế này. Suy ngẫm là nghĩ liên tục về một hình ảnh trong tâm trí, hoặc cứ nói đi nói lại một vấn đề nào đó. Đó là suy ngẫm. Đó là suy ngẫm nha. Tôi nhắc lại nha. Suy ngẫm là gì? Suy ngẫm là nghĩ liên tục về một hình ảnh nào đó trong tâm trí. Nghĩ liên tục. Hoặc là cứ nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói sáng nói trưa, nói chiều nói tối, nói lúc nào em thức là nói về một vấn đề. Đó là suy ngẫm. Và nguyên tắc này Satan cũng sử dụng triệt để nha anh chị em. Đừng nghĩ là chỉ Chúa dùng, Satan nó cũng bắt chước nó dùng. Và nó biết rằng chính suy ngẫm cái kiểu đó đó đem vào lòng người cái điều mà nó muốn. Cho nên nó gây ra những cái
hình ảnh những cái hoàn cảnh xấu xa bậy bạ. Khi anh em nhìn một cái hình ảnh bậy bạ và Satan lên nó bảo mày suy ngẫm hình ảnh đó đi, không phải à? Anh em xem xong một cái là anh em suy ngẫm từ sáng đến chiều trừ lúc ngủ. Hình ảnh bậy bạ cũng khiến cho anh em suy ngẫm, cứ nghĩ miếng nó cứ hiện ở trong trí như thế này, tẩy không được. Satan sử dụng những điều đó để đem những sự dơ giấy ô uế vào trong con người. Rồi chưa hết đâu, trong cuộc sống hàng ngày nó gây ra những cái chuyện rầy rà, nó gây ra những cái chuyện xích mích, không ạ? Đụng vào cái con người chúng ta xong rồi về làm sao? Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui từ sáng đến chiều. Có những tổn thương trong cuộc đời mà vợ chồng sống với nhau nói 30 năm rồi chưa dứt, nói miết thôi. Lúc vui thì hơi quên, nhưng lúc buồn đem ra nói. Phải không chị? Đó là một dạng suy ngẫm, đó là một dạng suy ngẫm. Cho nên Satan đã biết cái cách này để hại con người, và nó khiến cho con người ta cứ suy ngẫm về những điều tiêu cực, suy ngẫm những hình ảnh bậy bạ, suy ngẫm những lời nói bậy bạ, suy ngẫm và có những thái độ rất là tiêu cực, và làm cho cuộc đời chúng ta bắt đầu chuyển hướng từ một người vui vẻ trở thành một người lúc nào cũng câu có muốn đánh lộn, không ạ? Từ một người hồn nhiên vô tư trở thành một người dâm dật bậy bạ hồi nào không biết. Là do đâu anh chị em? Do suy ngẫm mà ra. Cho nên chân lý ở đây là nếu chúng ta suy ngẫm sự dối trá, điều tiêu cực, thì Satan sẽ đem sự chết vào lòng anh em. Ngược lại, nếu anh em suy ngẫm lẽ thật và những điều tích cực, thì Chúa sẽ đem sự sống và bình an vào lòng anh em. Anh em ghi nhớ chân lý này nha. Rất là cần thiết anh chị em ạ. Và nếu khi mình hiểu được điều này rồi, thì mình biết được cái ích lợi của cái câu kinh thánh mà Chúa nói: hãy suy ngẫm luật pháp của ta ngày và đêm. Anh em sẽ hiểu được tại sao Chúa lại bảo mình như thế. Ôi Chúa ơi, cuộc đời của con quá nhiều việc để làm, mà sao Chúa cứ bảo con ngày và đêm suy ngẫm cái này, là suy ngẫm sao? Thà mà mình đôi khi không hiểu cho nên mình thắc mắc với Chúa. Nhưng anh em à, Chúa muốn điều tốt cho chúng ta, Chúa muốn sự sống cho chúng ta, Chúa muốn niềm vui và sự bình an cho chúng ta mê. Cho nên Chúa mới bảo mình suy ngẫm lời của Ngài. Và trong Philip đoạn 4 câu 8 chém sao anh chị em? Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghe đến đây và chúng ta không sẽ hiểu rõ tại sao trong Philip đoạn 4 câu 8 Chúa khuyên chúng ta hãy phàm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì đáng trọng, phải không ạ? Thì hãy nghĩ đến. Tôi đọc lại cho anh em nghe nha. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Cho nên chị em à, khi mình biết điều này rồi, thì tôi khuyên anh chị em như thế này: trong cuộc sống nếu xảy ra những điều tiêu cực, hãy nhanh chóng nhân danh Chúa Giêsu tẩy nó ra khỏi tấm lòng và cái đầu anh em tức thì, càng nhanh càng tốt. Amen. Và đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: con ơi, hãy tha thứ 70 lần 7 trong ngày. Hãy tha thứ. Dù người kia đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là anh em phải tha thứ. Để làm gì? Để anh chị em không suy ngẫm điều tiêu cực, và sự chết sẽ không vào cuộc sống anh em, sự phá hủy mục nát sẽ không vào cuộc đời anh em, và anh em tràn ngập sự bình an, vui mừng, tươi mới từ nơi Chúa. Chúa Giêsu là người đã suy ngẫm lời của Chúa từ thở còn thơ. Từ lúc 12 tuổi, Ngài đã ngày đêm ôm kinh thánh rồi. Không à, dĩ nhiên ngày xưa không phải kinh thánh dày, nó là cái cuộn giấy thôi. Ngài đã ngày đêm ôm kinh thánh, Ngài quan tâm đến kinh thánh, Ngài suy ngẫm về kinh thánh,
Ngài nói Kinh Thánh, Ngài hỏi Kinh Thánh, Ngài quan tâm đến những gì được chép ở trong. Và khi có dịp lên đền thờ thì Ngài đem những sự Ngài quan tâm đó ra hỏi các thầy thông giáo, hỏi đáp, hỏi đáp. Và các thầy thông giáo phải khen rằng: ô, cái thằng bé này sao mà nó quá khôn ngoan, thông tuệ như thế này. Anh em thấy không ạ? Từ 12 tuổi đã thông tuệ Kinh Thánh. Và đó là bí quyết của sự cuốn hút mà Chúa Giê-xu đã có năm 30 tuổi khi Ngài bắt đầu làm chức vụ. Cho nên anh chị em ạ, hãy bắt đầu suy ngẫm lời Chúa ngày hôm nay. Hãy bắt đầu suy ngẫm những điều chánh đáng, những điều đáng khen, đáng trọng hôm nay. Hãy bắt đầu suy ngẫm về Chúa ngày hôm nay. Khi anh em suy ngẫm về Chúa và công việc của Ngài, anh em ngồi giữa tĩnh lặng, anh em suy ngẫm, thì Đức Chúa Trời đến và bày tỏ cho anh em những sự sâu nhiệm của Ngài. Cho nên nếu chúng ta không để tâm trí mình vào Chúa thì làm sao mình biết được những điều sâu nhiệm của Ngài? Làm sao mình có thể biết những bí mật của Ngài? Làm sao mình biết những sự bày tỏ của Ngài? Mình phải để tâm trí mình vào Ngài, suy ngẫm về những việc lạ lùng của Ngài, suy ngẫm về những điều Ngài làm trong đất nước, trong hội thánh, trên cuộc đời mình, trên cuộc đời anh em mình, trên vợ, trên chồng, trên con cái của mình. Hãy suy ngẫm về những việc ngày xưa, việc bây giờ, để thấy rằng Chúa của mình là vĩ đại, thành tín, nhân từ, thương xót đến giường nào. Amen chị. Và bằng cách đó Chúa sẽ đến và Ngài chạm tấm lòng mình, và bắt đầu Ngài bày tỏ những điều sâu hơn cho anh em. Đó là ích lợi của việc suy ngẫm. Chưa hết đâu, khi anh em suy ngẫm lời của Ngài, tâm trí anh em được đổi mới. Những điều anh em nghĩ sai, nó được sửa lại cho đúng. Những điều anh em chưa biết, bây giờ được biết. Cho nên tâm trí của chúng ta là nơi mà Đức Chúa Trời làm việc trước hết. Đó là lý do tại sao trong Roma chương 12, Chúa chép rằng hãy biến hóa con người anh em bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Bản dịch mới dịch như vậy mới chính xác. Cho nên xem, khi mình suy ngẫm là lúc mà tâm trí mình thay đổi. Tâm trí mình thay đổi bởi lời của Ngài. Đó anh chị em ơi. Nhưng một câu hỏi nữa nha anh chị em. Làm thế nào để mình có động lực để suy ngẫm lời Chúa đấy? Mỗi ngày đấy. Nếu bây giờ tôi hỏi một câu hỏi xác suất thôi, tôi hỏi ví dụ thôi, trong tất cả anh em mình ngồi đấy, ai là người mỗi ngày suy ngẫm lời Chúa một cách trung thực? Thì tôi nghĩ chắc có lẽ không phải 100% giơ tay. Có đúng không anh chị? Dĩ nhiên tôi không muốn anh em giơ tay vì sợ nhiều người thấy. Cho nên về nhà ráng suy ngẫm nha. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà mình giơ tay trung thực thì không phải 100 người ở đây. Có những người lâu lâu mới giở Kinh Thánh ra. Cả tuần bận rộn quá Chúa ơi, thôi tối thứ bảy con giở ra 10 phút con đi ngủ. Hoặc là đến tối thứ bảy thôi, lục lục xem thử rồi hội thánh nhà muốn dâng đăng câu thuộc lòng nào, ráng học lên mình đọc kiếm đôi đũa về dùng cũng được. Hả? Nha, đôi khi có thể lắm chứ, không nói vui thôi. Nhưng mà ý là tôi muốn nói rằng cái sự suy ngẫm lời của Chúa đối với chúng ta nó trở thành không quan trọng. Có cũng được mà không có cũng không sao. Anh em ơi, tôi nghĩ rằng điều này là điều cực kỳ nguy hiểm cho đời sống cơ đốc của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ rằng suy ngẫm lời Chúa mà có cũng được, không có cũng được, thì anh em đang đứng trên miệng hố của sự sa ngã, của sự yếu đuối, của sự đau yếu, bệnh tật, bị ma quỷ hành hạ và lầm lạc. Anh em hãy nhớ điều tôi nói hôm nay. Tôi nhắc lại, khi anh chị em cho rằng việc suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày là việc có cũng được mà không có cũng được, thì đời sống cơ đốc của anh em đang đứng trên chỗ nguy hiểm. Nó có thể ngã bất cứ lúc nào, nó có thể gặp nan đề bất cứ lúc nào, anh em có thể bệnh bất cứ khi nào, anh em có thể bị ma quỷ hành hạ bất cứ lúc nào. Hên xui may rủi, đời sống anh em sẽ là hên xui may rủi. Hên thì con đến ngày cuối cùng con còn lên được thiên đàng, còn xui thì thôi con xuống dưới. Đó là đời sống hên xui, phải không ạ? Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên em ơi, mình phải biết động lực nào để cho mình có thể suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày đấy.
Anh em nhớ câu kinh thánh trong Thi Thiên 1 câu 2 không? À, trong Thi Thiên 1 câu số 2 có nói như thế này: xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đó. Cái người đó sẽ như cây trồng gần dòng nước. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh câu kinh thánh này ở hai từ là vui vẻ. Đó. Xong cái người đó vui vẻ về luật pháp của Chúa, tức là vui vẻ về kinh thánh. Bao nhiêu người chúng ta ở đây mở kinh thánh mà vui? Mở kinh thánh ra vui cũng khó lắm chứ. Có những lúc mà đọc như trả bài chứ đâu vui gì đâu. Không đọc mà thấy lòng hơi cáo trách nên thôi cứ dở ra đọc, đúng không chứ? Nhưng mà cái chữ vui này á, nó không phải chữ vui như mình nghĩ đâu. Khi anh em tra trong cái từ gốc nó sẽ thấy cái chữ vui vẻ này á được dịch ra như thế này nè. Tôi đọc lại anh em nghe nha. Dịch nè: cái chữ vui vẻ này nó còn nghĩa là tìm thấy ích lợi. À, có nghĩa vậy đó anh chị. Tìm thấy ích lợi. Cho nên tôi có thể đọc là cái người tìm thấy ích lợi về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Chấm 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 chấm. Như nãy tôi nói đó, con người mình khôn lắm, chỉ làm gì có lợi cho mình thôi à, có đúng không? Thường là vậy, xu hướng chung là vậy. Đi hội thánh nào có lợi cho mình thì đi, hội thánh không có lợi thì thôi goodbye. Không, mình phải nói chân thành thế chứ. Đúng mà, cái đó đúng thôi, bình thường. Chúa cũng muốn mình như vậy mà. Chúa cũng nói mình hãy đến cái nơi nào mà ngươi không tốn tiền mua để mà mua cái của béo tốt mình ăn. Việc gì phải tốn tiền, tốn công, tốn sức, tốn thời gian mà đến đó ăn rơm ăn rác. Ta đến đồng cỏ xanh tươi miễn phí không sướng à? Có đúng không chứ? Chuyện bình thường. Cho nên ở đây đó, tôi muốn nói rằng là Chúa nói là cái người mà tìm thấy lợi ích nơi luật pháp thì người đó mới có động lực để suy ngẫm lời của Chúa. Anh em hiểu tôi không ạ? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Đó là vấn đề tôi muốn nói cho anh chị em. Cho nên trước khi anh chị em quyết định suy ngẫm lời Chúa, anh chị em hãy hỏi Chúa đi. Hãy hỏi mục sư của mình, hãy hỏi người hướng dẫn mình, hãy hỏi bạn mình, anh chị em mình. Thế anh em ơi, lời của Chúa ích lợi làm sao? Lời của Chúa làm gì trong cuộc đời anh? Lời của Chúa khiến anh như thế nào? Khi anh em nghe những lời đó, anh em thấy được cái ích lợi của Kinh Thánh. Anh em thấy được lời của Chúa có thể chữa lành anh em. Anh em thấy được lời của Chúa có thể làm anh em nên giàu có. Anh em thấy được lời Chúa có thể khiến anh em bình an. Anh em thấy được lời của Chúa có thể nâng đỡ lúc anh em yếu đuối. Anh em thấy được lời của Chúa làm cho anh em vui mừng khi anh em buồn rầu. Anh em thấy lời của Chúa có thể hàn gắn những gia đình đang đổ vỡ. Anh em thấy lời của Đức Chúa Trời có thể đem lại cho anh em có quyền năng để giúp đỡ người ta. Lời của Đức Chúa Trời có thể giữ cho anh em không sai lầm và không sa ngã. Lời của Chúa có thể biến những người ô uế trở nên thánh khiết, phải không em? Vân 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 và vân vân. Khi anh em tìm hiểu những điều này xong, và anh em sẽ tự nghĩ trong lòng rằng: ô, vậy thì mình phải suy ngẫm nó ngày và đêm. Đó là. Cho nên bất cứ người nào hiểu được, tìm được, thấy được cái lợi ích của lời Đức Chúa Trời thì người đó mới có thể thường xuyên suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Đó là sự thật anh chị. Cho nên trong hội thánh đâu có phải ai cũng nhìn thấy điều này. Có những người, có những anh em chỉ đến để tìm những ơn của Chúa thôi, và rồi về nhà là không biết kinh thánh là cái gì luôn. Bởi vì sao vậy? Không trách anh em đó, tôi không có trách. Bởi vì anh em đó chưa thấy lợi ích của lời Đức Chúa Trời, và cần một người nào đó nói cho anh em đó biết: anh ơi, chữa lành là quan trọng, đủ quỷ cũng quan trọng, nhưng lời của Chúa còn quan trọng hơn. Amen. Lời Chúa là sự sống, lời Chúa là thức ăn, lời Chúa là cái sức khỏe cho mình, đúng không ạ? Đến bệnh viện bác sĩ thăm khám cho thuốc uống hết bệnh, tốt chứ, quan trọng chứ. Nhưng mà nếu về nhà một ngày ăn có một bữa thôi, chỉ buổi sáng thôi,
còn lại uống nước lã với hút không khí thì khỏe không anh chị em? Chết liền, bệnh lại liền, đau yếu lại liền. Cho nên chữa bệnh là cần, nhưng mà phòng bệnh là không ngon hơn. Chữa bệnh là cần, nhưng mà có sức khỏe thường xuyên thì lại tốt hơn. Phải anh chị em? Đó, cho nên có một lần tôi kể câu chuyện anh chị em nghe rồi đó. Tôi đi ra cái ông hiệu thuốc đông y nè, à, tôi hỏi anh ơi, bán tôi hộp sâm này đi. Bảo sao mua hộp sâm mà giá đắt lắm á. Nó bao nhiêu mà đắt anh? 2 triệu một hộp đấy. Được, bán tôi đi. Anh đánh ngạc nhiên, anh nói anh bệnh gì mua sâm vậy? Anh, tôi chẳng bệnh gì cả, mua về uống bồi bổ cho vui thôi. Ôi trời, sao ông khôn thế nhỉ? Không á, có những người để gần chết rồi mới uống được. Những người để gần chết rồi thì bổ béo gì để ăn bàn yến xào vi cá đồ gì là vứt hết như rác thôi. Cho nên chị em ơi, về mặt tâm linh cũng vậy, lúc mình đang khỏe mạnh như thế này hãy đọc lời Chúa, hãy suy ngẫm lời Chúa, vì anh em tâm trí còn minh mẫn đúng không? Khỏe mạnh nằm trên giọng đung đưa, ô lời Chúa tuyệt vời. Tôi nói thiệt anh em, lúc mà bại sụi rồi đọc không nổi nữa. Lúc ung thư nó mọc cái đùng lên này rồi đọc không nổi được nữa. Lúc đó chỉ chờ chết thôi chứ đừng có nói đọc, đúng anh chị em? Cho nên có những người không khôn, chỉ chờ khi nan đề mới cầm kinh thánh. Ôi Chúa ơi, thương xót con, giờ con đọc, nhưng mà muộn rồi, muộn rồi. Lẽ ra anh chị em phải đọc cái lúc mình đi lại khỏe mạnh thế này, đúng không anh chị em? Cái lúc mà mình còn hít thở được sung sức như thế này mới đọc. Đó mới là lúc mà tâm linh anh em hấp thu toàn bộ chất bổ của lời Đức Chúa Trời. Còn lúc để yếu xìu rồi thì đọc cái gì nữa? Cho nên tôi thấy có những anh chị em mình sống chưa nhận ra điều này. Anh chị em ơi, hãy suy ngẫm lời của Ngài, bởi vì lời của Ngài quả thực có ích lợi cho đời sống chúng ta. Amen. Đó là chân lý tiếp theo ha. Ok, một định nghĩa nữa, có nghĩa là một cái ích lợi nữa của sự suy ngẫm, đó là suy ngẫm là cách duy nhất để cho lời văn tự này trở thành lời sự sống ở trong lòng chúng ta. Một đoạn kinh thánh này thôi, nhưng mà nên đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, ngồi tưởng tượng suy ngẫm tất cả mọi thứ, đến một lúc Chúa Thánh Linh đến làm cho nó sống động lại và nó nuôi dưỡng tâm linh anh em, phán với anh em, để rồi anh em nói cho người khác, khiến cho người khác ngạc nhiên bởi vì những lời đầy uy quyền ở trên miệng của anh em. Tại sao mình nói ra lời có uy quyền anh chị em? Bởi vì lời văn tự này đã trở thành lời sống trong lòng anh em. Tôi cũng có thể giảng được, nếu tôi chỉ lật kinh thánh ra và tôi đọc thuộc lòng vài câu rồi giảng bình thường. Nghe anh em à, giảng như thế không có uy quyền, giảng như vậy không chạm đến lòng người, giảng như vậy không thay đổi được ai, giảng như vậy là giống như đầu bếp mà nấu cơm sống cho người khác ăn. Anh em ăn cơm sống bao giờ chưa? Nuốt không được, bên ngoài nó mềm mà bên trong nó cứng, nuốt không được. Cho nên nếu chúng ta chưa suy ngẫm lời Ngài mà vội giảng lời Ngài là chúng ta đang cho người khác ăn cơm sống, ăn gạo sống thôi, lấy gạo bỏ vô nước rồi múc ra dĩa ăn đi, cực kỳ nguy hiểm. Và điều đó không thay đổi. Cho nên trước khi mình nói lời Chúa, hãy để lời đó sống trong lời sống mình, hãy để lời đó trở thành một phần không thể thiếu trong mình, hãy để lời đó thu hút tâm trí và tâm lòng của mình, hãy để lời đó trở thành cái điều mà mình tập trung vào hết cả con người của mình, để khi anh chị em giảng ra lời, người ta được ăn, được nuốt, được gây dựng. Anh chị em, điều đó cực kỳ quan trọng. Cho nên chân lý nữa là suy ngẫm là cách để lời văn tự Logos trở thành lời Rema, là lời sống cho chúng ta. Đấy là phần bí quyết thứ nhất của Chúa Giêsu.
Bí quyết thứ nhất của Chúa Giêsu là gì? Là Ngài thu hút đám đông bởi vì thần linh ở trên Ngài đã sử dụng lời có trong Ngài mà biến đổi cộng đồng, chữa lành cộng đồng, làm những điều lạ lùng trong thế giới. Chúng ta có thể học tập Chúa, đúng không? Chúng ta có thể học tập Ngài. Chúng ta học tập Ngài bằng cách là gì? Hãy suy ngẫm lời Ngài và được đổ đầy Đức Thánh Linh. Hãy suy ngẫm lời của Chúa ngay về đêm, và đồng thời: Chúa ơi, tái đổ đầy Thánh Linh cho con. Chúa ơi, làm đầy dậy Thánh Linh cho con. Vừa suy ngẫm lời Ngài, tái đổ đầy Thánh Linh cho con Chúa. Làm cho con biết lời Ngài, đổ đầy Thánh Linh cho con Chúa. Một thời gian sau, anh em là người quyền năng sống trong thế giới này. Đó là chìa khóa. Đó là chìa khóa anh chị. Một điều tiếp theo mà chúng ta sẽ học ở nơi Chúa Giêsu của chúng ta nữa là câu chuyện trong Luca chương 11 câu 1. Chúng ta sẽ học câu chuyện này. Luca chương 11 câu 1 chép sao ạ? Một ngày kia Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong thì một môn đồ đến hỏi: Lạy Chúa, hãy dạy chúng tôi cầu nguyện. Có phải anh em? Luca 11 câu 1 là nói câu đó. Bây giờ nè, câu hỏi đặt ra trong tình huống nè: tại sao các môn đồ không xin Chúa điều này, không xin Chúa điều kia? Tại sao môn đồ đó không nói: ôi Chúa ơi, hãy giải nghĩa kinh thánh cho con nghe? Nhưng mà môn đồ này lại nói: Chúa Giêsu ơi, dạy chúng tôi cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì họ thấy cái cách cầu nguyện của Chúa Giêsu khác người quá. Nó không giống mấy ông Pharisee, nó không giống mấy ông Hồi giáo, nó không giống mấy cái ông mà cứ dài dài, không giống, phải không ạ? Cho nên nó có một cái gì đó rất khác biệt trên cuộc đời của Chúa Giêsu, trong cái đời sống cầu nguyện của Ngài. Và lời cầu nguyện của Ngài có quyền năng. Ngài cầu nguyện rất là ngắn thôi. Ngài nói một lời thôi, cây vả khô từ đầu xuống rễ. Phán chứ? Ngài phán một lời thôi, Lazarơ sống lại. Khi người mù đến, Ngài chạm vào mắt và Ngài nói: hãy sáng đi. Người đã sáng. Khi người bại liệt bốn người khiêng, Ngài chỉ nói: hãy lành đi, đứng dậy vác giường mà đi. Lập tức đứng dậy. Và các môn đồ ngạc nhiên: ô, Chúa Giêsu là ai mà lời cầu nguyện của Ngài ngắn gọn mà đầy dẫy phép lạ, đầy dẫy quyền năng? Ngài nói một cái là xong liền. Trong vườn Gethsemane, anh chị em thấy là Ngài cầu nguyện: cha ơi, nếu có thể được cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý của con mà theo ý cha. Ngài cứ lặp đi lặp lại. Mà điều gì xảy ra anh chị em? Thiên sứ trên trời xuống. Ai cầu nguyện mà để thiên sứ trên trời có thể xuống được không? Thời bây giờ hơi bị hiếm đó. Nhưng Chúa Giêsu cầu nguyện những câu ngắn gọn mà thiên sứ trên trời xuống để giúp Ngài cầu nguyện. Đó là những điều lạ lùng. Bởi vậy cho nên cái người môn đồ này mới nói với Chúa là: Chúa ơi, hãy dạy con cầu nguyện. Và Chúa Giêsu bắt đầu dạy. Cái bí quyết nào để lời cầu nguyện của Chúa Giêsu linh nghiệm vậy anh chị em? Không hả? Cho nên hôm nay mình phải học được cái đó. Cái chìa khóa nào khiến cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu linh nghiệm vậy? Tại sao có người cầu nguyện một tiếng đồng hồ chẳng có gì xảy ra mà Chúa Giêsu nói một cái xong luôn? Cho nên tôi thường hay nói với hội thánh: không phải mình cầu nguyện dài, mình cầu nguyện lâu mà thế giới này biến đổi, mà chính sự đáp lời cầu nguyện mới khiến thế giới này biến đổi. Amen chứ em? Mình cầu nguyện 10 ngày mà chẳng ai nghe, chẳng ai đáp lời thì thế giới này vẫn vậy. Nhưng mà mình cầu nguyện 3 phút thôi mà lửa từ trời giáng xuống thì mọi sự có giải quyết không? Giải quyết luôn. Đó là vấn đề chúng ta cần học ngày hôm nay. Cho nên có một câu kinh thánh ở trong sách Giăng chương 11, tôi đọc anh chị em nghe. Giăng chương 11 câu 41 đến câu 42. Cái câu chuyện mà Chúa Giêsu khiến cho người chết Lazarơ 4 ngày sống lại, thì có một chỗ Chúa Giêsu nói thế này: Đức Chúa Giêsu
lúc mà họ lăn hòn đá ra rồi đó, phải không ạ? Cái hang mở trống và cái xác chết ở trong thối rửa rồi 4 ngày rồi. Thối rửa rồi, anh chị em thấy tưởng tượng không? Một người thối rửa rồi mà bây giờ Chúa làm sống lại. Thì bây giờ sao đây? Câu 41. Chúa nói vậy: Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Câu 42. Tôi biết rõ rằng, tôi muốn nhấn mạnh chỗ này nha anh chị em. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Con biết rõ rằng Cha nhậm lời con luôn. Có ai nói được như Chúa Giêsu không anh chị em? Hiếm lắm. Đây là bí quyết của Chúa. Đây là lý do tại sao Chúa nói những lời ngắn gọn thôi, nhưng mà phép lạ xảy ra. Vì Cha trên trời luôn nhậm lời cầu nguyện của Ngài. Cha trên trời luôn lắng nghe bất kể một tiếng nào, một yêu cầu nào của Ngài, đáp ứng luôn. Thậm chí trong đám cưới ở thành Gana, thiếu rượu trong tiệc cưới thì Cha cũng đáp lời Chúa Giêsu luôn, biến nước thành rượu luôn. Những việc rất đời thường Chúa vẫn nhậm lời luôn, Đức Chúa Trời vẫn nhậm lời luôn. Cho nên chị em, ở đây chúng ta hãy đọc đi đọc lại cái câu Chúa nói: Con biết rõ rằng Cha nhậm lời con luôn. Làm sao trong cuộc sống của mình để mình nói được câu này anh chị em? Phải không ạ? Làm sao trong cuộc sống của cá nhân anh em và tôi nói được câu này: Cha ơi, cũng cảm ơn Ngài vì Ngài nhậm lời con luôn. Nói được câu này là biến đổi thế giới đấy. Và chúng ta cần phải thấy được chìa khóa ở đây. Chúa nhậm lời ai? Đức Chúa Trời nhậm lời người nào? Phải không ạ? Trong Châm Ngôn 15 câu 29 chép như thế này: Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của người công bình. Và Chúa Giêsu là người công bình. Tôi hỏi anh chị em, hôm nay anh chị em có phải là người công bình không? Amen yếu quá. Đó là vấn đề tôi muốn anh em biết. Nhiều người không nghĩ như anh em. Nhiều người nghĩ mình vẫn là tội nhân. Nhiều người nghĩ rằng: Chúa ơi, tha thứ, con đến với Ngài xin Ngài thương xót con vì con là một tội nhân mà tin Chúa 30 năm rồi. Tôi muốn chúng ta biết vị trí của mình trước khi quỳ gối cầu nguyện. Vị trí của chúng ta bây giờ là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và Châm Ngôn 15 câu 29 chép rằng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính. Anh chị em hallelujah điều này không? Khi chúng ta hiểu điều này sẽ biến đổi thế giới. Khi chúng ta hiểu điều này, phép lạ sẽ đầy dẫy trong hội thánh của Ngài. Khi chúng ta hiểu điều này, phép lạ sẽ đầy dẫy trong gia đình của mình. Bởi vì khi mình biết, mình tin, mình hiểu thì mình mới có thể có sự tin chắc trong đời sống cầu nguyện của mình. Còn vừa cầu nguyện xong mà không biết Chúa có nghe không biết. Nếu Ngài thương, Ngài nghe, Ngài không thương là thôi vậy. Không, vì chúng ta không hiểu vị trí của mình. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng anh chị em là người công bình. Và anh chị em hãy hiểu thêm một điều tôi muốn chia sẻ cho anh chị em nữa. Anh chị em là người công bình. Khi tôi nói vậy không có nghĩa là tôi nói anh chị em là người hoàn hảo đâu. Không. Công bình ở đây không phải là hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Chỉ có một Đức Chúa Trời là hoàn hảo thôi. Công bình ở đây có nghĩa là anh em đang được đứng về phía của Đức Chúa Trời. Nó có hai phía. Trước anh em đứng về phía Satan, nghịch lại với Chúa, Chúa không nghe anh em. Nhưng hôm nay nhờ Chúa Giêsu, anh em đứng về phía Chúa và Chúa nghe anh em. Hiểu không ạ? Đó là vị trí người công bình. Để hiểu thêm điều này,
Chúng ta hãy đọc trong Gia-cơ chương 5. Gia-cơ chương 5. Wow. Để tìm ra bí quyết của mình. Gia-cơ chương 5 câu 16-17 chép vậy: vậy hãy xưng tội cùng nhau, hầu cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Câu 17: Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho trời đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn ngày cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Anh xem theo ạ. Thấy gì? Điều trước nhất, lời cầu nguyện của người công bình thật có linh nghiệm nhiều. Nếu anh em đọc nhiều bản dịch sẽ thấy lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng. Và bắt đầu Kinh Thánh giải thích: như Eli là người yếu đuối như chúng ta. Chúa nói rất rõ mà, chúng ta yếu đuối, Eli cũng yếu đuối. Eli yếu đuối chỗ nào? Eli yếu đuối bởi vì một lời dọ của Jezebel, bỏ chạy vô đồng vắng, ngồi dưới gốc cây xin được chết. Quá yếu gì nữa? Yếu quá. Phải chi mà ông tướng nào đó Goliath hù thì mình còn chấp nhận được. Đầy Jezebel hù đã vô đồng vắng xin chết rồi. Yếu lắm. Nhưng tại sao Eli cầu nguyện mà lửa từ trời giáng xuống? Tại sao Eli cầu nguyện mà 3 năm rưỡi trời không mưa rồi trời lại mưa? Quyền năng như thế. Đơn giản một điều thôi anh chị em: vì Eli đứng về phía Đức Chúa Trời. Cả dân tộc Gia Thái đứng về Ba Anh và Ác Tạc Tê, nhưng Eli đứng về đâu? Đức Chúa Trời. Và Ngài nghe lời cầu nguyện của Eli. Cho nên hôm nay tôi hỏi anh chị em: anh chị em đang đứng về phía ai? Về phía Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Ngài. Nhưng chưa hết đâu. Anh chị em amen như vậy, nhưng mà tôi sẽ nói một vài điều nữa để xem anh chị em amen mạnh hơn không nha. Thế nào là đứng về phía Chúa? Đó là vấn đề. Đứng về phía Chúa không có nghĩa là nói: Chúa ơi, con đứng về phía Ngài. Không phải. Đứng về phía Chúa nó kèm theo một vài điều kiện. Tôi lấy ví dụ nha, để cho anh hiểu điều này ngay à. Anh em nói: Chúa ơi, ban phước tài chánh cho con, cho con dư dật tiền bạc, cho nghề nghiệp của con được phát triển, cho công ty của con ăn nên làm ra, Chúa ơi. Anh em cầu nguyện như thế. Đến một ngày Chúa hỏi: con có đứng về phía ta không? Bảo có. Con đứng về phía Chúa mà. Con đi thờ phượng đủ mà. Ôi con đọc Kinh Thánh mỗi ngày mà. Chúa hỏi: chắc không con? Chắc mà. Sao sao 1/10 con không nộp? Rồi im luôn. Dính chỗ này. Dính chỗ này. Đứng về phía Chúa có nghĩa là trong lĩnh vực anh em cầu nguyện thì mọi điều kiện của Đức Chúa Trời trong anh em, trong cái lĩnh vực đó anh em phải đáp ứng. Đó là đứng về phía Chúa. Các người cầu nguyện: Chúa ơi, gìn giữ tài sản của con. Chúa ơi, đừng để cho mafia nó cướp của con. Chúa hỏi: có đứng về phía ta không con? Có. Con vẫn dâng hiến đầy đủ. Con vẫn làm đủ thứ hết này. Nhưng sao còn con còn cá độ? Con còn đánh bạc. Tiền này ở đâu ra? Con ăn trộm của người ta. Thế là xong rồi. Và cuối cùng làm cho lời cầu nguyện của mình, sao anh chị em, trở nên yếu đuối và không có sự đáp lời. Cho nên đứng về phía Chúa có nghĩa là trong cái lời cầu nguyện của anh em mà lương tâm anh em không cáo trách lòng của mình. Tôi đọc anh chị em nghe trong Văn Nhất nha. Văn Nhất chương 3. Văn Nhất chương 3 câu 20 đến câu 22 chép như thế này: vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng anh em nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dặn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp lòng Ngài. Đó là lời Ngài.
Đây là đứng về phía Chúa. Cho nên chúng ta không thể nào vừa ăn cắp vừa la làng được. Chúng ta không thể nào sống một đời sống dối trá, lừa đảo để có tài sản và nói Chúa ơi, cây gậy kẻ ác không nhúng vào của người công bình. Chúa nói mày công bình không? Rồi xong. Phải không? Cho nên có những thứ mà khi mình cầu nguyện, lòng mình phải đừng cao trách. Lòng mình phải xác quyết lạy Chúa, con trung tín 1/10 cho Ngài. Lòng con biết điều đó Chúa. Có thể con quên một vài lần, nhưng lòng con biết rằng điều này là con đứng về phía Ngài. Con tin vào điều này, con thuận phục lời của Ngài. Chúa con chấp nhất anh em quên một hai lần đâu, đừng lo. Quan trọng tấm lòng anh em hướng về điều nào. Trong cuộc sống, đúng không? Chúng ta không thể nói một đằng mà làm một lẻo. Có ông kia, mục sư, nửa đêm đang ngủ, tín đồ gọi điện. Mục sư ơi, đến vũ trường đón con về, cái con bị kẹt ở đây. Bắt taxi đến đón, say mướt mềm như chuối. Một cô gái 20 tuổi đang đi vũ trường về. Thôi mượn taxi về. Nửa đường ngồi với tài xế, mục sư đang tỉnh hỏi: Con có yêu Chúa không vậy con? Cô gái nói: con yêu lắm. Chúa của con là tuyệt vời. Con yêu Chúa nhất trần đời. Con yêu Chúa hơn cả cuộc sống của con. Thế sao con say dữ vậy con? Cho nên đôi khi cái lời nói, cái cuộc sống, cái hành động của chúng ta không xứng với nhau, không khớp với nhau. Và đó là lý do khiến cho chúng ta tự lừa dối mình rằng mình đứng về phía Chúa, nhưng thật sự ra mình đang đứng về phía Satan. Anh em hãy cẩn thận đời sống của mình nha. Cho nên chìa khóa thứ hai của Chúa Giê-xu là gì? Cầu nguyện và cha nhậm lời luôn luôn, vì Ngài là người công chính. Người công chính có nghĩa là người đứng về phía Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mình. Có thể mình vấp phạm, có thể mình phạm lỗi lầm, có thể mình phạm tội, có thể mình yếu đuối sa ngã một lúc nào đó, nhưng mà huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch anh chị em khi lòng anh chị em kính sợ Ngài và đứng về phía lẽ thật của Ngài, vâng giữ điều răn của Ngài. Đó là điều mà Chúa muốn. Cho nên anh chị em, bí quyết thứ hai là nếu thật sự chúng ta muốn đời sống cầu nguyện của mình quyền năng, thì anh chị em ơi, đừng bao giờ bước vào đời sống cầu nguyện mà lương tâm cáo trách. Lương tâm mình còn cáo trách không ạ? Không được. Chắc chắn không có quyền năng, chắc chắn không có linh nghiệm gì cả. Anh em có thể đuổi quỷ Satan mày rời đi, hỏi con quỷ dối trá mày rời đi, quỷ nó sẽ nói hôm qua mày nói dối. Thế lúc đó anh em xào bảo thôi người khác đuổi tao đi. Cho con có câu chuyện mà kể rất buồn cười. Có 10 ông đứng xung quanh đuổi quỷ một người, không à? Bắt đầu đuổi, những danh Giê-xu mày rời đi. Con quỷ nói: ê, hồi tối mày đi karaoke ôm. Một ông đi ra và thôi tao, nó khai hết là hơi căng. Một ông đi ra và đuổi một hồi, cuối cùng còn đúng một ông đứng lại thôi, mà 10 ông. Cho nên không đơn giản được khi mà lòng mình còn ẩn chứa những điều không đúng với lời Ngài, thì thế giới tối tăm nó có quyền trên anh em. Anh em không có quyền trên nó, và khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta sao anh chị em? Không có năng quyền. Anh em hiểu ý tôi muốn nói hôm nay không ạ? À? Anh em có nhận được điều gì hôm nay không ạ? À? Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài, để đời sống của chúng ta suy ngẫm lời Ngài, đầy dẫy Đức Thánh Linh và luôn đứng về phía Chúa. Ba điều đó mà anh em làm được trong cuộc sống của mình, thì anh em là người biến đổi thế giới này. Anh em là người biến đổi cộng đồng. Anh em là người có thể đem lại sự sống cho người khác. Và nhiều điều tuyệt vời sẽ xảy ra trên cuộc đời của anh chị. Ba điều đó thôi. Chúng ta hãy đứng dậy mình cầu nguyện.